Tổng thống Donald Trump vào sáng sớm ngày thứ Ba gửi tweet đả kích phía Dân Chủ và một số thành phần thuộc Đảng Cộng Hòa đã khiến Thượng viện không đưa ra được dự luật cải tổ y tế. Ông Trump nói rằng đa số thành phần Cộng Hòa là những người trung thành, làm việc chăm chỉ, nhưng cho hay là họ bị sự cản trở của tất cả phía Dân Chủ và một số ít phía Cộng Hòa. Ông nói rằng, như tôi luôn nói, hãy để Obamacare thất bại và sau đó cùng nhau đưa ra một chương trình y tế mới, cứ chờ xem. Và chiều vào ngày tối thứ Hai, hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa, ông Mike Lee ở tiểu bang Utah và ông Chair Moran ở Kansas cùng lúc đưa ra thông báo là sẽ bỏ phiếu chống dự luật. Một hành động như dập tắt mọi cơ hội thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự trù sẽ diễn ra vào tuần tới. Thật là đáng tiếc là nay coi như nỗ lực hủy bỏ và ngay lập tức thay thế Obamacare sẽ không thành công. Trưởng khối đa số thuộc Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell cho hay là trong bản thông cáo đưa ra vào khuya ngày thứ Hai. Đây là thất bại thứ nhì trong 3 tuần trở lại đây của ông Mitch McConnell, người được coi là bậc thầy về chiến lược nghị trường của phía Đảng Cộng Hòa. Ông không thuyết phục được các thượng nghị sĩ Cộng Hòa để họ ủng hộ bản dự luật cải tổ y tế với nội dung cố gắng đáp ứng đòi hỏi của cả hai phía bảo thủ và ôn hòa. Hồi cuối tháng 6, ông Mitch McConnell đã phải từ bỏ một dự luật sơ khởi sau khi thấy rằng không có đủ số phiếu thông qua. Ông McConnell nay cho hay là Thượng viện sẽ bỏ phiếu về một dự luật thường được Thượng viện thông qua vào năm 2015, nhưng bị Tổng thống Barack Obama lúc đó phủ quyết. Dự luật này sẽ hủy bỏ phần lớn Obamacare, nhưng hoãn không có hiệu lực trong 2 năm để phía Đảng Cộng Hòa có thời gian chuẩn bị đưa ra luật thay thế. Đây cũng là đường hướng mà Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ. Ông gửi tweet nói rằng phía Cộng Hòa lúc này nên hủy bỏ Obamacare và khởi sự soạn thảo từ đầu một chương trình y tế mới, và phía Dân Chủ lúc đó sẽ tham gia. Các nỗ lực của Đảng Cộng Hòa muốn bãi bỏ hoặc thay thế Obamacare thất bại từ Thượng viện Mỹ vào ngày 18 tháng 7 vừa qua. Đó là một bước lùi lớn đối với Tổng thống Donald Trump. Và dự tính lâu nay của Đảng Cộng Hòa muốn xóa sổ luật chăm sóc sức khỏe mang dấu ấn của cựu Tổng thống Barack Obama. Bày tỏ thất vọng, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu tại Tòa Bạch Ốc với ngụ ý rằng ông có thể để cho thị trường bảo hiểm sức khỏe Obamacare tự suy sụp, rồi sau đó sẽ tìm cách làm việc với Đảng Dân Chủ để tìm phương án giải thoát. Có lẽ chúng ta đã rơi vào thế chỉ còn cách để cho Obamacare suy sụp, ông Trump nói với báo giới. Chúng ta sẽ để Obamacare lụn bại, rồi thì các đảng viên bên Dân Chủ sẽ phải tìm đến chúng ta. Lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Thượng viện, Mitch McConnell, tuyên bố sẽ đề ra cuộc biểu quyết hủy bỏ hẳn Obamacare sau khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, rằng là ông không hội đủ hậu thuẫn để thông qua luật thay thế Obamacare, nhưng phương án mới đã tan vỡ trong vòng vài giờ đồng hồ. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa như Sherry Moore Carbido, Susan Collins và Lisa Murkowski đã loan báo là sẽ không ủng hộ và dập tắt hy vọng vừa manh nha. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ đoàn kết chống lại dự luật thay thế Obamacare với thế đa số là 52 và 48 ở Thượng viện. Để dự luật được thông qua, phe Cộng Hòa phải làm sao không để mất trên 2 phiếu từ chính nội bộ của mình. Khoảng 20 triệu người Mỹ có được bảo hiểm sức khỏe từ Obamacare sau cuộc thảo luận của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa trưa ngày 18 tháng 7 để quyết định xem có nên xúc tiến việc biểu quyết bãi bỏ Obamacare hay không. Thượng nghị sĩ McConnell cho biết là Thượng viện có phần chắc sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu này trong tương lai rất gần. Đây là trải nghiệm hết sức khó khăn đối với tất cả chúng tôi, ông McConnell nhấn mạnh. Đồng thời nói thêm rằng Thượng viện cần phải tiến tới để còn giải quyết các vấn đề khác như cải tổ thuế và ngân sách chi tiêu nhằm củng cố cơ sở hạ tầng của Mỹ. Thất bại tại Thượng viện hôm nay chứng tỏ là sự chia rẽ ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Có người lo ngại về những cắt giảm Medicaid được đề nghị trong dự luật. Có người thì ủng hộ và thậm chí còn muốn Obamacare được sửa đổi nhiều hơn nữa. Tổng thống Cộng Hòa Donald Trump quả quyết rằng các nỗ lực bỏ hoặc thay Obamacare chưa bị khai tử. Trong tin nhắn sáng sớm ngày hôm nay trên Twitter, Tổng thống đã viết: "Chúng ta bị hụt hẫng bởi phe Dân Chủ và một ít đảng viên Cộng Hòa. Đa số đảng viên Cộng Hòa đều trung thành, tuyệt vời và làm việc cật lực. Chúng ta sẽ bật dậy."
Hồi tháng 5, ông Trump đã hết sức thúc đẩy cho dự luật hủy bỏ và thay thế Obamacare được thông qua tại Hạ viện và đã thành công. Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi không hành động không phải là một giải pháp. Quốc hội phải bước tới, làm phận sự của mình. Hội Y tế Hoa Kỳ đại diện cho các bác sĩ kêu gọi Quốc hội khởi động nỗ lực lưỡng đảng để sớm ổn định thị trường bảo hiểm sức khỏe cho dân Mỹ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.